Xin chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì hiện tại bây giờ Duy và Tiến, hai anh em đang trên đường đi về Long An để mà gặp một cái vị khách hàng của Duy. Bởi vì anh chị cũng đang quan tâm đến chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG và cũng đang quan tâm tới cái chương trình là chọn dẫn đầu, ngưng do dự mua chiếc xe Mercedes-Benz chỉ với là 5 triệu đồng một tháng. Đó thì đồng hành với Duy ngày hôm nay không ai khác các bạn, đó là bạn Tiến bên ngân hàng Tim Văn. Các bạn chắc cũng đã biết Tiến rồi, nếu mình chỉ các bạn là có xem cái clip mà Duy đăng cách đây cũng khoảng tầm một tuần lễ trước, hai tuần lễ trước á. Ok, Tiến. Xin chào các bạn, mình là Tiến. Hôm nay mình và anh Bách Duy, hai anh em lại tiếp tục đi xuống Long An để gặp khách hàng đây. Thì sau khi triển khai chương trình này thì cũng gần một tháng, thì cho đến hiện tại thì chúng mình cũng đã hỗ trợ được hơn 50 khách hàng để sở hữu chiếc xe Mercedes-Benz và để tham gia chương trình chọn dẫn đầu ngưng do dự này. Đó, cũng hơn 50 khách hàng rồi. Đó, thì thật ra với cái chương trình mà chọn dẫn đầu ngưng do dự, các anh chị các bạn nào mà chưa có biết hoặc là chưa có xem cái clip mà Duy đã nói cách đây không lâu ha, thì Duy cũng xin nói tiếp ha. Đó là khi anh chị mua xe Mercedes-Benz thì anh chị chỉ cần trả khoảng tầm là 20%, chính xác là 20% giá trị xe. Và đối với chiếc xe C180 AMG thì bên Duy trả với cái mức là 5,5 triệu, chính xác là 5 triệu rưỡi một tháng nè. Hoặc là cái chiếc xe C200 này thì với mức là 6 triệu một tháng. Và C300 AMG thì nó dự kiến là 8 triệu một tháng. Đó, thì thực ra là tùy theo cái dòng xe thì có mức trả tương ứng, chứ không phải là bên Duy là dòng mẫu xe nào thì cũng phải trả là 5,5 triệu đồng một tháng đâu. Đó, thì với cái thông điệp là truyền tải đến là như vậy thôi. Đó, nhưng mà tùy theo mỗi xe các anh chị quan tâm thì nó sẽ có mức trả khác nhau. Đó, thì tháng rồi là mình giải ngân hơn là 50 khách hàng. Hơn 50 chiếc, lớn nhỏ các loại. Với cái số lượng mà 50 chiếc đó thì Duy nghĩ nó sẽ không có nhiều, bởi vì là với cái chương trình mà thực ra các bạn không phải cũng không nhiều, đó cũng một con số rất là nhiều đó chứ. Đó, nhưng mà tại vì cái thời gian mà mình triển khai cái chương trình đó nó cũng mới đây khoảng tầm một tháng thôi, đúng không? Dạ, một tháng. Cho nên là có rất là nhiều những anh chị ha chưa biết cũng như là những anh chị khách hàng mà gọi cho Duy trễ quá, vào hình như là ngày cuối cùng của tháng rồi đó thì các anh chị mới gọi cho Duy. Đó thì khi mà hiểu được vấn đề đó, các bạn Duy có trình bày với lại ban lãnh đạo của bên Duy cũng như là bên Tiến cũng có trình bày lại, thì quyết định là Mercedes-Benz cũng như là bên ngân hàng TPBank lại tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong tháng 5 này với cái chương trình là chọn dẫn đầu ngưng do dự. Dạ. Yeah. Yeah. Thì có nhiều khách hàng cũng nói đấy, bảo ủa sao mà anh chị hay là không biết cái chương trình này mà sao em không nói gì với anh. Đấy, mà cái thời điểm đó là cái thời điểm mà gần cuối tháng vừa rồi anh ha. Yeah. Là em nói là hơi mọi người cứ yên tâm đi, bên TPBank cũng như là bên Mercedes Phú Mỹ Hưng sẽ hỗ trợ để triển khai cho khách hàng thêm một tháng năm nay nữa. Nên là anh chị em ai mà có nhu cầu muốn sở hữu chiếc xe Mercedes-Benz với số tiền mà bỏ ra hàng tháng ít thì hãy liên hệ ngay với anh Bách Duy nhá. Ok, thì trước khi mà Duy đi với Tiến, anh em đi các bạn, thì Duy đã giao xe ở showroom rồi xong mới đi nè. Thì trường hợp là Duy giao cho anh Thiện, một vị khách hàng của Duy là chuyên kinh doanh xe, cho thuê xe tự lái ha. Thì bà anh Thiện mua chiếc xe C180 AMG này để làm một cái chiếc xe kinh doanh xe tự lái đó. Đó thì Tiến cũng là hỗ trợ anh Thiện để mà xử lý cái trường hợp này ha Tiến. Dạ. Đó, thì với trường hợp của anh Thiện thì chính xác như thế nào thì Tiến chia sẻ cho các anh chị và các bạn biết luôn đi. Trường hợp của anh Thiện thì là một chủ doanh nghiệp về bên cho xe kinh doanh dịch vụ vận tải, cụ thể là cho xe tự lái dưới 9 chỗ. Công ty của anh Thiện tên là Hoàng Thiện Family đó, khá là nổi tiếng trong Sài Gòn. Thì anh Thiện, sau khi mà anh Thiện biết đến cái chương trình này ấy, thì anh Thiện không muốn bỏ tiền túi từ trong người ra, không bỏ tiền túi luôn bạn, không bỏ tiền túi, không bỏ đồng nào hết đâu. Dạ, coi như là bữa rồi là coi như khi mà lấy chiếc xe này hầu như là anh Thiện không bỏ ra đồng nào nữa, đúng không? Đúng rồi, thì em thường hay có chơi một cái đồng bẫy là về kinh tế, là em có xe em sẽ đưa đi ngân hàng và sẽ vay ngược lại đó, và nó sẽ là người trả tiền cho con này luôn. Dạ. Coi như là anh Thiện mua chiếc xe C 180
80MC này là nhờ một cái chiếc xe kia làm đòn bẩy, chiếc xe của anh Thiện đang đúng có rồi, đúng rồi. Để làm đòn bẩy, coi như là đưa vào ngân hàng để lấy cái khoản tiền vốn thì có và để vào con này luôn. Đúng rồi. Coi như là anh Thiện mua cái chiếc xe C180MC này hầu như là anh Thiện sẽ không bỏ ra đồng nào mà còn dư luôn đúng không? À, còn dư là 50. Còn dư 50 triệu luôn. Không bỏ tiền túi. Và anh Thiện chọn cái phương án là tại vì anh Thiện đã có sở hữu rất là nhiều chiếc xe. Anh Thiện trước đây là anh Thiện cũng vay ngân hàng nhưng mà anh Thiện đã tất toán rồi. Tại vì anh Thiện kinh doanh cái mảng xe tự lái này thì một chiếc xe trung bình anh Thiện chỉ vay khoảng 3 năm là anh Thiện tất toán rồi. Thì anh Thiện nói với mình bảo là bây giờ Tiến cho anh thế chấp chiếc xe này vào bên em đi, và sau đó là lấy cho anh cái số tiền đó, giải ngân cho anh cái số tiền từ chiếc xe này để anh đóng cái vốn đối ứng để anh mua chiếc C180 AMG. Tiến đồng ý ngay và Tiến hỗ trợ anh Thiện thế chấp chính chiếc xe cũ của anh Thiện vào, và sau đó lấy cái tiền đó để đóng cho bên anh Bách Duy, Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng, để mà đóng 20% cái số tiền vốn tự có đấy. Đấy là sau đó là mình lại giải ngân một chiếc C180 là anh Thiện gần như là không phải bỏ đồng nào luôn, và còn dư được hình như là dư mấy chục triệu đấy. 50 triệu. Dạ, nếu mà 5 triệu đồng một tháng mà trả cho chiếc xe C180MG này chắc là một ngày là anh đã lấy lại được. Nếu nói là khoảng 2 ngày làm lấy được tiền tìm cho thuê. Đó, và anh Thiện cũng chia sẻ luôn cái tiếng là mất khoảng tầm 2 ngày thôi cho thuê cái chiếc xe C180MG thì anh Thiện có thể là trả được cho Tiến một tháng luôn. Đó. Và chắc là anh nói là khoảng tầm 1 năm anh sẽ lấy lại được cái hết số tiền vốn đối ứng. Đó thì chắc là một cái chu trình mà anh cho thuê như vậy thì chắc là khoảng tầm 3 năm ha, anh sẽ lấy được 4 cái chiếc xe luôn đúng không? Dạ khoảng 3 năm. 3 năm. Khoảng 3 năm thì anh Thiện sẽ thay tất toán toàn bộ cái khoản vay này luôn. Thực ra với cái chương trình mà chọn nhẫn đầu ngưng do dự này các bạn thì nó sẽ cực kỳ phù hợp với lại những anh chị và các bạn nào mà đang muốn mua một chiếc xe Mercedes-Benz đó, nhưng mà có thể là dự kiến là 1 năm hay là 2 năm nữa mới mua, thì bây giờ các anh chị và các bạn có thể là sở hữu được chiếc xe Mercedes-Benz trong mơ luôn. Bởi vì thực ra với cái số tiền mà các anh chị các bạn trả thì nó hầu như nó cũng sẽ tương đương với những cái mẫu xe mà phổ thông hơn đúng không Tiến? Ví dụ dạ. Như là bây giờ em mua một chiếc xe Toyota Cross đi. Cross đi, nó khoảng tầm hơn 800 triệu ha. Dạ. Thì mình trả trước đâu đó cũng khoảng tầm 300 vay 500 thì tính ra thì một tháng cả gốc cả lãi trả cũng gần 10 triệu rồi. Gần 10 triệu. Nó nghét 10 triệu rồi đó, mà mình sở hữu được chiếc xe thương hiệu Đức. Nổi tiếng, siêu đẹp trong mơ. Chỉ với 5 triệu rưỡi đồng một tháng rồi các bạn. Đó, quá là tuyệt vời luôn. Đó, cameraman mua không cameraman? Đó, thật ra là với mức lương của cameraman đó các bạn thì Di trả là khoảng tầm 7 triệu một tháng ha, là có mình Di thôi á. Đó. Đó là có thể mua đã đủ tiền để trả rồi đó. Đã đủ tiền để mà trả 5 triệu rưỡi một tháng để mà sở hữu chiếc xe C180 rồi đó. Cameraman thì mấy bữa nay tham gia cuộc hành trình của mình với Bách Duy thì cameraman cũng đang rất là muốn mua cho mình một chiếc xe hơi đấy. Tiến em hỗ trợ được cho cameraman không? Giờ đó, vậy đó. Về trường hợp của cameraman thì ngoài anh Duy ra thì cameraman có làm một vài cái job nữa. Thì thu nhập của cameraman đâu đó ở mức khoảng 10-20 triệu thì dư sức để mà tham gia cái chương trình này, dư sức để sở hữu được một chiếc xe C180 AMG với cái chương trình chọn dẫn đầu ngưng giao dự và trả 5 triệu rưỡi một tháng được đó. Sau hôm nay về chắc cameraman tính lựa ký hợp đồng cọc xe luôn. Về lấy mấy giấy tờ ra đi rồi gửi cho Tiến luôn. Giấy tờ thì chỉ cần gửi chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Với trường hợp mà khách hàng đã có gia đình thì giấy đăng ký kết hôn và chứng minh nhân dân của cả hai vợ chồng. Còn nếu mà trường hợp khách hàng còn đang độc thân ấy thì gửi kèm cái chứng minh nhân dân, kèm một cái xác nhận độc thân từ địa phương nữa. Còn về cái vấn đề nguồn thu thì nói chung khách hàng cứ gửi qua, Tiến sẽ xem và Tiến sẽ liên hệ ngay với khách hàng để mà chọn ra để tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng để mà làm sao để hồ sơ nó phù hợp nhất.
Ok đó. Thôi bây giờ chắc là gần tới rồi, gần tới nhà khách hàng rồi. Nhà khách hàng rồi. Thôi bây giờ Duy và Tiến hai anh em coi như là tạm ngưng ở đây đi. Cái nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những mẫu xe của Mercedes-Benz cũng như là đang muốn mua chiếc xe Mercedes-Benz với lại chương trình chọn dẫn đầu ngưng do dự này thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Đó, nếu các anh chị thấy video này hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các anh chị. Xin chào các bạn nhé. Xin chào các bạn. Thank you.